Chư vị ơi, hãy đi về Tây Phương, tránh nhau về Tây Phương càng sớm càng tốt. Người nào về Tây Phương trước, người đó là kẻ chiến thắng. Còn ở lại đây phải cố gắng dữ lắm. Vậy thì chúng ta phải tranh nhau là người chiến thắng, nghĩa là người nào vãng sanh trước là người chiến thắng. Mong cho tất cả chư vị ai ai cũng chiến thắng lấy cái nghiệp chướng để trở về chân tâm thành đạo vô thượng hết. A A Di Di Đà Phật. Phật.